Bắt đầu này, sẵn sàng chưa? Các em lấy giấy này, lấy bút này, ra cân bằng cùng thầy nhá. Hôm nay tối nay mình làm tầm 3 phương trình thôi. Phương trình số 1. Cân bằng nhanh xong rồi đọc cho thầy hệ số, được chưa? Đầu tiên thì có này. Đồng cộng HNO3 để tạo thành CuNO3 hai lần cộng NO cộng H2O. Nhanh, thầy bấm dây. Bắt đầu này. Bạn nào ra trước? Đọc cho thầy hệ số nhá. Đọc cho thầy hệ số chuẩn đấy. Xem bạn nào ra trước. Chờ đợi một chút. Xem bạn nào ra được trước nào. Hello. Gần chưa không nghe các em ơi? Các em nhìn nhé. Các em chắc vẫn chưa tin thầy lắm đâu. Nhưng nhìn này. À, Lê Ngọc Duy đầu tiên. Tốt. Nóng nhá, thầy cân bằng này. 2, 3, 3, 2, 3, 2, cộng với lại 6, 8, 4. Cực kỳ nhanh. Không phải thầy thuộc đâu. Vậy chuẩn là 3, 8, 3, 2, 4. Ok chưa? Thế thì sau khi mà thầy focus screen ra rồi, các em thấy là việc cân bằng phương trình này chưa đến 15 giây. Thì bây giờ ấy, thầy sẽ hướng dẫn các em nha. Bây giờ thầy hướng dẫn các em làm chậm chậm lại để các em cùng theo dõi cái screen này, xem nó như thế nào. Ok, bắt đầu nha. Đầu tiên thì ghi lại này. Đồng này cộng HNO3 này để tạo thành CuNO3 hai lần này cộng với lại NO này cộng với H2O này. Bước 1 thì đi xác định số chỉ hóa. Đồng dương 2, đồng 0 đến đồng dương 2. 0 trừ 2 bằng 2E. Nitơ dương 5 về nitơ dương 2. 5 trừ 2 bằng 3E. Sau đó thầy vất chéo. Skin này tốt cho tất cả các em học từ cấp 2 cho đến cấp 3. Từ 10, 11, 12 cho đến 13 cũng được. 3 này. Vứt 2 này. Đấy chưa? Vậy đây thì có 3 đồng này. Vế này 3 đồng này. 2 nitơ này cộng với 6 này thì bằng 8 này. 8 euro này chia cho 2 này thì bằng 4 này. Thấy chưa? Tốc độ cực kỳ cao. Thế thì những bạn mà đã theo dõi video livestream này rồi thì thử làm tiếp cho thầy với thằng 2. Test thử tí nhá. Fe cộng HNO3 tạo thành Fe NO3 3 lần cộng NO2 cộng H2O. 30 giây bắt đầu. Thầy chờ đợi các em đấy. 30 giây bắt đầu. Các em thử xem nào. Hello. Bạn nào comment đầu tiên nhỉ? Tốc độ lên, let's go. Sao nào? 16133 Hồ Thị Hằng comment đầu tiên. Tiếp tục. Cái chuỗi livestream này là chuỗi livestream để thực hiện các cái livestream ngắn thôi. Để giúp cho tất cả các em biết được cái skin chúng ta cân bằng thật nhanh. Mình thấy có nhá. Thầy làm chậm này, sát 0 hay sát dương 3, chậm thôi. Để cho các em hiểu. 3 này. Nitơ dương 5 về nitơ dương 4. 5 trừ 4 bằng 1. Vậy thì có 1 3 1 sát. 3 nitơ cộng 3 nitơ là 6 nitơ. 3. Vừa nãy bạn Hồ Hằng comment rất đúng. 16133. Ok, rất chính xác. Giờ mình thử làm nhanh nhá. Tăng tốc lên một chút nha. 3 này. Nhôm cộng với HNO3 để tạo thành AlNO3 3 lần cộng N2 cộng H2O. Phương trình nhôm thu gọn để buổi sau em nhá. Hôm nay mình cân bằng một vài phương trình thôi, đơn giản thôi. Để xem trình độ các em như nào. Khẩn trương nào. Bạn nào cân bằng thật nhanh, comment luôn cho thầy hệ số. Các em nhìn thấy rằng là những cái chuỗi skin này của thầy cực kỳ kinh điển nhá. Thầy mới nghiên cứu ra đấy. Những skin này sẽ giúp cho chúng ta tiết kiệm được thời gian học.
không phải theo dõi các cái buổi học dài, lan man, nhưng lại giúp cho các em có được những skill nhanh nhất trong việc ứng dụng giảng hòa cực kỳ nhanh. Bởi vì chúng ta biết là hiện giờ chúng ta phải thi những cái câu chỉ còn 1 phút 15 giây. Và để làm được những 1 phút 15 giây đấy thì không những mình phải hiểu bản chất mà mình còn phải làm thật là nhanh. Thầy sẽ giúp chúng ta với những skill nhỏ nhỏ này giúp chúng ta tăng tốc độ giải lên cực kỳ cao. Ok, hai đoạn lệch nhau, chúng ta thử nhá. Nhôm không lên nhôm dương 3. Bài nitơ dương 5 về nitơ không. 5 trừ 0 bằng 5, 5 nhân 2 bằng 10. Chú ý, 5 trừ 0 bằng 5 nhân 2 bằng 10. Vậy đồng này 10. Vứt 10 này. Vứt 3 này. Vậy thì có 10 nhôm. Đếm nitơ. 3 nhân 2 là 6. 6 cộng với lại 30 bằng 36. 36 hydro chia cho 2 thì bằng 18. Vậy là 10, 36, 10, 3, 18. Minh Anh tốt. Lê Ngọc Duy. Đấy. Mình tiếp tục nhé. Sang cái số 4 cho nào. Giờ thầy cho anh khác. Magie cộng với HNO3 để tạo thành Mg. NO3 2 lần cộng N2O cộng H2O. Và mình có đến thằng số 5, thằng finish của buổi tối ngày hôm nay. Xong thằng 4, mình đến thằng số 5 thôi. Thằng số 5 là cái buổi finish trong ngày hôm nay. Các em nhớ là nhanh tay share lại về tường để mà được theo dõi bản Full HD. Thứ hai là các em như thầy vừa mới có đăng một cái tút lên trên fanpage ấy. Những bạn nào mà bị mất gốc cái bộ môn hóa hữu cơ thì có thể là comment mail và thực hiện, inbox cho fanpage và thực hiện đúng những cái yêu cầu của page để các em nhận được cái bộ tài liệu siêu khủng tự học để lấy lại gốc phần hữu cơ nhé. Còn những bạn nào mà tự học mà vẫn không ok được thì inbox cho thầy, thầy sẽ hướng dẫn chúng ta cách tự học ổn hơn. Những cái chiêu này của thầy là những cái chiêu rất là kinh điển có ở trong khóa si mà thầy đã dạy rất nhiều năm nay và rất nhiều bạn được rất là thành công. Các em nhớ lại một điều nhé, thời gian chúng ta có hạn và thời gian này chúng ta phải đi san sẻ nhiều, rất nhiều cho các môn. Chính vì vậy nên chuỗi live stream của thầy thực hiện ra để giúp cho chúng ta tiết kiệm thời gian để chúng ta học được cực kỳ ngắn nhưng cực kỳ chất. Ngắn và chất. Nhanh nào. 0 dương 2 2 e dương 5 dương 1 5 trừ 1 bằng 4. 4 nhân 2 bằng 8. Chú ý nha, 5 trừ 1 bằng 4. 4 nhân 2 bằng 8. 2 trừ 8 thì bằng 1 trừ 4. Vậy thì có 4 vứt bên này, 1 vứt bên này. 4 mà gì? 1 x 2 là 2 nitơ, 2 nitơ cộng 8 nitơ bằng 10 nitơ. 10 hydro chia 2 bằng 5. Được chưa? 4, 10, 4, 1, 5. Trần Huyền, chính xác, rất tốt. Chúng ta sang cái phương trình cuối cùng của ngày hôm nay. 5. Phương trình rất bá đạo. Và có khá nhiều bạn, cơ số bạn, hàng xa số bạn sẽ bị sai ở phương trình này. Cộng NH4 NO3 cộng H2O. Rất nhiều bạn sẽ bị sai ở phương trình sau. Các em thử cùng comment xem nào. Hệ số nha. Khẩn trương lên. Khẩn trương nào. Let's go. Cái sản phẩm này là tùy người ra đếm nhé. Đây thì ra thế nào thì em theo thế vậy. Được chưa? Ok, rất là cảm ơn 51 bạn đã và đang theo dõi video livestream này. Giúp thầy nhanh tay share lại video livestream về tường, share vào tất cả các nhóm, share vào tất cả các nhóm tin nhắn của em để mà các bạn của các em cùng có thể học được những cái video cực kỳ chất của thầy. Bắt đầu kể từ nay, các em hãy like, hãy share fanpage thật nhiều. Bởi vì fanpage hiện giờ sẽ chia sẻ cực kỳ nhiều kiến thức quý giá cho các em. Thầy có thể ôn lại từ đầu phương quý nhá. Thầy dạy ôn lại từ đầu cực chất luôn, có những rất nhiều bạn các em có thể theo dõi là rất nhiều bạn học thầy có 2 tháng thôi, đứng lên top của lớp luôn. Chúng ta có cách khác để học hóa, cách nghĩ khác, không đi theo cách truyền thống. Tốc độ nhưng vẫn hiểu bản chất và cực kỳ khổ. Ok, thank you các em, thầy cân bằng nhá. Kém 0 lên kém dương 2. 2. Nitơ dương 5. Về nitơ trừ 3. 5 trừ đi trừ 3 bằng mấy? 5 trừ đi trừ 3 bằng 8. Được chưa? Vậy ta có 2 chia 8 bằng 1 chia 4. Vậy thầy vứt 4 sang đây. Vất 1 lên này, mình có 4 kẽm. Đếm nitơ, 1 x 2 là 2. 2 cộng với lại 8 là bằng 10. Thì có 10 hydro, nhưng chú ý phải trừ 4 này này. 10 trừ 4 thì còn 6. 6 chia 2 bằng 3. Rất tốt, thế đấy bạn Trần Huyền, bạn Lê Ngọc Duy comment rất là tốt. 4, 10, 4, 1, 3. Ok, và skin số 001
đã tạm dừng tại đây. Dừng tại đây. Hẹn gặp lại các em vào skin số 002. Được chưa? Vào 20 giờ. Oh sorry, không phải. Tối mai thì phải là 21 giờ. 21 giờ tối thứ tư. Nhớ nha. 21 giờ tối thứ tư có nghĩa là tối mai. Thế Minh Mielin sẽ live stream cho các em một skin tiếp theo, skin số 002. Ok. Hello, bye bye. Hẹn gặp lại các em. Chào tạm biệt.